Nhưng mà đến khi mà Yến làm thì thật sự là chỉ có 30 giây thôi, 30 giây đến 1 phút thôi là mình đã xong rồi, và rất là nhanh chóng. Khi mà làm thì đó chỉ là những cái cảm giác châm chích, nghĩa là làm đến đâu là mọi người có thể biết đến đấy, thế thôi. Và sau khi mà làm xong thì chỉ cần mất khoảng độ vài phút là nó sẽ mất cái cảm giác đau ấy. Tại vì cơ địa của mình là cơ địa dễ gây để lại rất là nhiều sẹo, chính vì thế mà mình rất là sợ là khi xóa lông mày, mình thắc mắc là liệu có bị để lại sẹo hay không, hay có vấn đề gì không, bị đau hay không. Thế nhưng mà khi được trải nghiệm cái dịch vụ xóa tăm BTK thì cái cảm giác đó không hề có, hoàn toàn không đau một chút nào. Thì thật sự là rất thích với cái dịch vụ và cái cách thức làm việc của BTK. Thì trước kia thì mình cũng đã có yêu khắc lông mày, nhưng mà bây giờ thì mình muốn đổi sang dán lông mày khác, nhưng mà rất là sợ là hút laser sẽ bị đau và bị sẹo với cả rụng lông mày. Nhưng mà hôm nay thì mình đã được bạn này giới thiệu và mình đã đến DK Abra để trải nghiệm về dịch vụ. Đây mình vừa mới hút lông mày xong và không hề đau và không hề có sẹo, và lông thì lông mày vẫn là nguyên, nên là mình rất là vui và hài lòng. Mà chỉ làm có 2 phút thôi đúng không em? Chỉ có 2 phút thôi mà mình vừa hút sổ đỏ và hạ tông màu mực. Mà chị thấy rất là bất ngờ khi mà cái lông mày của chị nó không bị cháy và nó không bị tổn thương như những lần khác chị hút em ạ.